Xin chào mọi người, chào anh em nhé. Chúng ta sẽ đi phân tích vàng cho phiên cuối tuần 16 tháng 8. Như vậy là hôm qua chúng ta có một nhịp mà thị trường chạy trước tin, sau đó một cái nhịp mà sell sập xuống đúng không? Một cái nhịp sell sập quét quét lâu ngày hôm trước, sau đó đi hồi phục từ mốc 32.x, chúng ta lại đúng đúng không ạ? Chúng ta lại đúng là cái câu chuyện chúng ta view sau khi mà nó quét hết thanh khoản cái đội bài này đúng không? Thì chúng ta view là gì? Đến cái giai đoạn mà nó lấy SVG của M5 ở vùng 56, 57 ấy, thì mình sẽ view nó Q Q thẳng 38 và nó sẽ có hồi ở vùng 32.x đúng không ạ? Hồi vùng 32.x thì chúng ta có một vài setup đánh hồi lên đấy, và mục tiêu thì chúng ta vẫn đánh lên hồi lên vùng vùng giá 6x thôi, 6x7x cạnh trên đúng không ạ? Cạnh trên, và chúng ta sẽ chờ giá đi tạo một cái nguyên nhân mới ở đây. Đó thì đối với bối cảnh thị trường hiện tại thì chúng ta có thể đánh hai đầu. Đó chính là gì? Sell ở trên vùng 6x, 7x và buy ở vùng giá 3x, và có thể là gần nhất là 4x, và chúng ta sẽ đánh sideway cho ngày hôm nay. Đánh sideway. Xét về chart ngày thì mọi người có thể thấy là gì? Bản thân chart ngày chúng ta vẫn có một vùng OB, một con doji đúng không ạ? Sau đó thì giá đẩy mạnh thì rõ ràng con nến này nó đóng vai trò là một chốt chặn giá cho đội đội bài đúng không? Và nó chính là những cái điểm chúng ta có thể ngồi. Chúng ta có thể ngồi những cái lệnh bài ở đây, và mục tiêu thì vẫn là lên trên vùng 6x 7x, và trước khi mà có thể là tái tích lũy và phá lên vượt đỉnh. Thì câu chuyện vượt đỉnh thì mình vẫn đang kỳ vọng là một là quét thanh khoản ở trên vùng 8x, hai là có thể là chúng ta thấy là cái mốc 2525 cộng trừ ở đây. Đó, đấy là một cái. Thứ hai nữa là gì? Nếu như câu chuyện có muốn đánh sell thì chúng ta chỉ sell ở trên những vùng cản, ở trên vùng sát, ở trên vùng pressure sell zone ở 6x 7x, và chốt lời bớt dần ở vùng 3238. Hôm qua chúng ta đã view rồi đúng không ạ? 3238 chúng ta phải chốt lời các lệnh sell ở vùng 7x ra. Chiến lược rõ ràng rồi. Tại vì sao? Giá chạm vùng POI, những vùng POI ở của các lệnh bài bên dưới này thì chúng ta phải cân nhắc nhịp mà đẩy bài đi lên. Đó thì hiện tại thì chúng ta view là gì? Về chặt ngay đang là sideways trong xuồng tăng mọi người nhé, sideways trong xuồng tăng. Và sau khi giá đã quét quét lâu ngày hôm trước thì chúng ta kỳ vọng là lấy thanh khoản trong và quét lốt tầng 2, quét 2 69, quét 2 quét Italo đúng không ạ? Ở cái vùng giá 80. Đó thì là xu hướng cho tuần tới thì mình vẫn ưu tiên canh chỉnh bài lên, và nhớ là có quản trị vốn chốt lời bớt ở vùng 6x 7x nhá. Và chúng ta sẽ tố sẽ nhồi khi nó confirm nó đóng vượt có sạp trang đi lên. Đó thì xu hướng thì vẫn view là đỡ được trên vùng giá này. Từ vùng giá từ cây doji này đúng không? Từ cây doji cái OB này nhá. Quay trở lại với điểm đánh scalping đi, chúng ta có thể thấy là gì? Sau khi là giá squeeze đáy, giá quay đi lên, đúng không? Thì chúng ta view là giá nó phải lên hồi lên 6x, và mắc nhất cái nhịp này là phải hồi lên 64 đã, 63 đến 65. Thì bây giờ hiện tại giá sau khi nó hồi phục lên trên vùng 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 này, đây chính là cái vùng giá mà đây chính là cái vùng giá cũng gọi là SNR mọi người này. Đó, còn M5 mọi người thấy cái vùng giá 60, 61 đến vùng 63. Đó, nó tạo ra một cái UA trên này, cái UT trên này. Thì cái vùng này thì có phải là cái vùng SNR có thể tham minh bán xuống không? Thì đây chính là cái nhịp mà nó có mình view nó có thể là hồi hồi lên trên vùng này thôi, và nó tạo ra vùng bay. Thì hiện tại nó đã tạo ra một vùng biên rồi, từ vùng giá 54 đến vùng giá 60 cộng trừ, đúng không? 60 triệu x. Thì cho phiên Á thì chúng ta sẽ chây ở trong biên này, và những cú đẩy giá lên trên vùng 64, 66 chúng ta có thể tham minh bán xuống một nhịp, và chúng ta kỳ vọng là gì? Giá sẽ quét tạo ra spring, quét thanh khoản. Thì chúng ta có những cái gì đây? Chúng ta có OB này, còn FVG trên cái vùng giá từ 46 đến vùng 50, sát 50, 46 sát 50. Mọi người có thể tham mình cái vùng 46, 49 thì chúng ta tham mình cái lệnh buy lên. Gần hơn, xa hơn một chút chúng ta có thể là gì? Chơi tại cực trị đúng không ạ? Cái vùng giá 34 đến 37 chúng ta sẽ buy lên. Với mục tiêu thì chúng ta sẽ buy lên vượt đỉnh. Vượt đỉnh ngày hôm trước đúng không ạ? Chính là mốc 70.x. Tuy nhiên nhớ là gì? Quản trị vốn theo RR. Thực ra thì mục tiêu thì chúng ta có thể kêu lên vượt đỉnh của ngày hôm trước. Tuy nhiên chúng ta hãy quản trị vốn theo RR trước đã. Khi mà giá chạy khoảng 3 đến 4 R chúng ta sẽ chốt lời bớt đúng không ạ? Quản trị vốn thôi. Đó thì hiện tại chúng ta có thể đánh ở trong biên này. Đối với những nhịp 1-2 vòng ở trong phiên sáng thì chúng ta có thể đánh ở trên sell ở vùng 5960 đúng không ạ? Và chốt lời bớt ở vùng 56, có thể sát biên dưới 54. Xuống vùng biên dưới thì quanh quanh mục là 53, gọi 53x sát 54 chúng ta có thể chơi một nhịp ngắn lên.
Những nhịp này thì mình nếu như mà có một cái biên độ khoảng tầm 30 đến 50 pip, chúng ta có thể tham minh sát hai biên chúng ta chơi. Còn hạn chế chơi ở những cái nhịp mà chơi vơi giữa cái vùng này, ví dụ vùng giá 50, 55, 56, 57, 58 thì mọi người hạn chế đánh. Mọi người hãy chờ sát hẳn biên thì chúng ta mới có mức lợi nhuận ổn được đúng không ạ? Ít nhất là từ 30 đến 50 pip cho cái biên này. Chúng ta sẽ chơi biên này và chờ những cú rũ bỏ. Spring thì chúng ta kỳ vọng là cả cái vùng này đúng không? Thì bóp lại để quanh cái mốc giá 46 đến 48 mọi người nhé. 46, 48 mọi người có thể tham những lệnh bài lên. Cực trị đúng không? Còn xa hơn thì sao? Xa hơn thì mình chưa nghĩ đến. Thực ra xa hơn thì câu chuyện nó đánh về những thằng FPG của D quanh vùng 07 đến đến 16. Hoặc là thực ra cái câu chuyện của thằng H1 ấy thì nếu như xa hơn thì chúng ta sẽ kỳ vọng cái mốc mốc này thôi này. Mốc 99 đến 08 quanh vùng này chúng ta sẽ tìm những lệnh bài lên, và mục tiêu của mình là mình ngày hôm trước cũng vẽ cũng cho anh em rồi. Chúng ta sẽ view là quanh cái mốc 32 38 chúng ta sẽ đánh những cái lệnh bài lên trước đã. Còn xa hơn chúng ta sẽ kỳ vọng cái mốc này nó sẽ lưng đáy cao dần và sau đó vượt đỉnh đi lên. Thì đấy là mốc kỳ vọng thôi. Tại vì kỳ vọng nó như thế, còn tại vì sao chúng ta vẫn phải chốt lời ở vùng 6x 7x, tại vì cái gốc phân phối của trước đó ở đây đúng không ạ? Rõ ràng cái gốc phân phối của cái biên TR cái B này, vùng B phân phối này là cái vùng mà chúng ta chờ đợi nhá. Nếu như nó gỡ bỏ được cái vùng 70 thì lúc đó chúng ta mới kỳ vọng là nó vượt đỉnh được. Gỡ bỏ đúng không? Sau đó thì tái tích lũy đi lên. Còn hiện tại chưa gỡ bỏ thì lên trên vùng POI này chúng ta vẫn phải chốt lời các lệnh lệnh buy đi lên. Đó thì quay trở lại với cái điểm đánh cho ngày ngày hôm qua. Tại sao chúng ta lại view được như vậy? Và chúng ta tại sao chúng ta lại view nó phải đẩy giá lên trên vùng 70? Cái vùng giá 63 là cái vùng mà chát đúng không? Cái vùng giá rất nhiều đội sell trước ở vùng đây. Vùng này thì chúng ta sẽ đi phân tích. Thứ nhất là mọi người thấy có thể thấy là gì? Con H1 nó có hai vùng point quan trọng, đó chính là vùng vùng FVG cũng là vùng SR, cũng cái mốc giá 72, 70 đến 72. Và mốc gần hơn có rất nhiều đội nhảy vào sell trước, là chính là cái mốc giá 56, 58 này mọi người này. Có rất nhiều thanh niên là nhảy vào đây sell. Thực ra thì có phản ứng. Mọi người chú ý nha, có phản ứng và chúng ta cũng có thể là sell scalp ở đây. Nhưng mà mục tiêu của ngày hôm qua chúng ta view là nó sẽ ăn hết cái đội 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 sell này và nó chọc lên cái vùng vùng POI ở bên trên đúng không ạ? Thì cái vùng này mới là cái vùng mà chúng ta sell tin, sell chính, tại vì đơn giản nó cũng có một cái vùng bay quan trọng nó nằm trên này thì nó mới kỳ vọng đỡ được giá. Chứ còn vùng này thì rất khó. Vùng này chỉ là những cái nhịp mà mọi người lên chờ đánh xác nhận anh em nhé. Ví dụ sell ở đây phải chờ xác nhận đúng không? Rõ ràng những cái cụm inside 3, in outside 3 nó đóng như vậy thì khi mà nó đẩy vượt lên này thì chúng ta phải view tiếp tục đẩy bài lên. Ngày hôm qua chúng ta có những nhịp bài đi lên kêu lên trên vùng 70 đấy, sau đó chúng ta mới view sell xuống. Thì cái nhịp sell xuống đó, mọi người chú ý là gì? Đối với những cái nhịp mà nó giá nó đi kiểu dạng mitigation với nhau này, đó nó cứ mitigate với nhau, đó chính là ăn hết thanh khoản rồi, lấy hết thanh khoản rồi, order lấy hết order rồi nhá, thì nó tạo ra những cái vùng vùng này thì thông thường nếu mà ra tin mạnh thì nhớ là gì, chúng ta bắt ở những vùng này thì nó nguy hiểm này. Tại sao? Tại vì thông thường những nhịp ra tin nó sẽ đánh sập gãy hết qua, nó sẽ gãy hết qua luôn, thì nó chỉ là phản ứng một vài cây M1 thôi, đánh scalping ngắn thôi. Đó thì để mà đánh tin ngày hôm qua cái nhịp mà không bắt được vùng vùng 72 ấy, không bắt được sell ở trên vùng này thì chúng ta chỉ có duy nhất một cái điểm đánh ở tin thôi, đó chính là cái vùng FVG M5. Sau khi nó tạo ra một cây Mazuking ở đây, cụm Mazuking ở đây này, nó tạo ra FVG thì cái vùng này sau khi một cái nhịp hồi vùng giá 50 nhé, cái đoạn này mình có view là hồi ở 50 chính là cái vùng này nó tạo ra hai hai đáy đúng không, tạo ra hai đáy 50 thì cái nhịp hồi lên trên vùng FVG ở trên vùng này thì chúng mọi người có thể sell và SR đặt ở trên trên 60. Thì target thì chúng ta có thể đo lực từ đây thì đánh đánh 4 lần xuống thôi. Đánh 4 lần thôi. Rơi về vùng 47 44 và mục tiêu của mình thì hôm qua mình quét quét lâu ngày hôm qua, ai mà kiên kiên trì thì có thể quét lâu, tuy nhiên chốt lời dần vị thế đúng không ạ? Hoặc là mọi người có thể là x đôi lực từ những cái vùng giá nó từ vùng break này này. X đôi lực từ cái gì mà đây break đỉnh đúng không? Break đỉnh này. Sau đó thì sập xuống thì đánh x đôi lực từ đây thôi. Đánh đúng x đôi thôi. Chúng ta sẽ x đôi quanh vùng 36 37 thế thôi. Đấy là cho những cái mục tiêu mà sell xuống ngày hôm qua, mình view là có thể là sell xuống ngày hôm qua như thế. Thế còn sau khi mà thị trường nó tạo đáy ở vùng 32, mọi người chú ý là gì? Chúng ta có một cái cú sweep đáy ở đây đúng không? Sau đó chúng ta có chốc lên đúng không ạ? Chúng ta có chốc lên ở đây. Chốc lên đây thì chúng ta thấy là gì? Chúng ta có FVG ở cái vùng này. Vùng này.
đúng không? Thì mọi người có thể đặt rig, đầu tiên mình bắt một lệnh rig ở đây được này. Thứ hai mình chờ thay đổi cấu trúc có FVG mình đánh lên. Thì mục tiêu đánh lên đâu thì mốc đầu tiên là mốc 2 đến 2.5 và 44.5 từ cái đỉnh tạo ra đáy thấp nhất đúng không ạ? Thì đấy là những mốc mà mình đã dạy một cái bài cơ bản cho anh em rồi. Thì chúng ta target 1 thì target về đây lấy thanh khoản này. Target về vùng 50 51.x. Target 2 là cái vùng giá 44.5 chính là mốc giá 59 đến 62. Đó, mốc này chúng ta sẽ view nó có điều chỉnh nhá. Đó, mốc này chúng ta mới view có điều chỉnh. Còn những cái nhịp mà đánh hồi lên trên vùng giá 3.618 này, mốc này chỉ là cái nhịp mà sell ngắn thôi. Hôm qua view mọi người đấy, cái vùng 57 chỉ là đánh ngắn và chúng ta view tiếp tục đẩy bài lên. Bài tại những vùng SNR này, đây là SNR đẩy bài lên và mục tiêu lên trên vùng 59.x đến 62. Chứ lúc đó chúng ta mới đánh chỉnh. Đó, và chúng ta sẽ chờ tái tích lũy. Tái tích lũy tiếp. Sau đó thì chúng ta sẽ tiếp tục đo. Thì hiện tại cái nhịp hồi này mình đánh giá cái nhịp hồi này chúng ta cũng đạt đủ target thì chúng ta chốt lời, phải chốt lời dần 6x và chúng ta sẽ chờ biên đánh. Thì cái biên độ thì buổi sáng nhớ là cái vùng 60 đến vùng 54 sẽ sell sát cạnh trên và buy sát cạnh dưới đi lên, và những cú mà phá vỡ qua sau đó thì có cụm đảo chiều rồi đánh bật xuống, sau đó thì lại đánh vòng lên. Thì nhớ là gì, confirm những cái vùng này thì vào M1, M3 cũng có thể đánh được nhé. Mọi người có thể vào M1, M3 mọi người chơi cho em. Đó, thì xét về những cái nhịp scalping bên dưới thì ở đây có thanh khoản này, chờ quét thanh khoản thôi, OB, FVG này. Những vùng này có thể tham binh đánh tiếp nhé. Bên trên thì có SNR trên vùng này, đúng không nào, 64.66. Gần hơn thì chúng ta có những cái vùng POI ở đây, 61, 60, 61 đúng không? Đánh scalping ngắn thôi, tầm 30 pip gì đó, ai mà thích đánh ngắn đó. R1112 cũng được. Còn đánh dài hơn thì chúng ta sẽ nhìn góc nhìn rộng hơn một chút nhé. H1, H4 và nhớ là gì? Lại luôn nhắc lại một cái bài là gì? Không DCA. Nhớ là không DCA. Đánh có SL, có TP. Chúng ta sai 1-2 lệnh không sao cả. Đúng không? Có SL, có quản trị vốn nó được rồi. Và chúng ta sẽ chờ đợi những tín hiệu xác nhận. Còn những cái nhịp mà bắt đánh, bắt tin chẳng hạn thì chúng ta sẽ đánh vị thế nhỏ hơn thôi. Tại vì tin thì là thường để nhà cái họ thao túng giá, đúng không? Để nhà cái thao túng giá, mà câu chuyện là người mới chơi thị trường thì hạn chế đánh tin thôi. Và chúng ta sẽ chờ những setup và sau tin. Sau tin sẽ có rất nhiều setup, đúng không? Sau khi nó quét hết thanh khoản thì lúc đó mới hiện ra những nhiều setup của chúng ta. Ví dụ ngày hôm qua có một cái nhịp mà bài liên tiếp này. Bài liên tiếp vùng này, nếu như ai mà học mình phải chơi được cái nhịp này, rất nhiều anh em ở trong nhóm là có chơi được ở đây đấy. Không phải lý do tại sao mà có nhiều người bắt ở đây đâu. Thực ra anh, mọi người học trong nhóm là mọi người, kể cả cộng đồng lẫn là mọi người học, tại sao mọi người bắt được ở đây, tại sao mọi người bắt ở cái điểm này. Đó, sau khi chốc bot đúng không, quay trở lại vùng này mọi người bắt lên, ít nhất nó phải lên trên vùng này đó. Còn hôm qua thì chúng ta view sell vùng 48.50 xuống 32 đúng không, lại xuống cái vùng đó chúng ta bắt buy lên. Hôm qua chúng ta view là gì, buy ở cái vùng giá 32x và 334, cả cái vùng này đấy, buy chúng ta đẩy giá đi lên. Đó, thì hiện tại thì chúng ta chờ đợi những cái biên sideways trong phiên Á nhé. Sau đó thì chúng ta sẽ update plan cho phiên Âu Mỹ sau khi mà nó confirm ở cái bias này. Đó.